Bồ Tát ấy vượt qua hết thảy sắc giới, diệt tướng hữu đối, không nghĩ đến tướng khác biệt, nên vào vô biên không xứ hữu định, cho đến vào phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ. Bồ Tát ấy trú trong thiền ba la mật nghịch và thuận vào tám muội xả định chín thứ lớp, không vô tướng vô tác tam muội, hoặc thời vào tam muội như điện chớp, hoặc có khi vào tam muội thánh chánh, hoặc có khi vào tam muội như kim cương. Bồ Tát ấy trú trong thiền định tu 37 pháp trợ đạo, dùng đạo trùng trí vào hết thảy thiền định, vượt qua cả tuệ địa, tánh địa, bát nhân địa, kiến địa, bạt địa, ly dục địa, dĩ biện địa, bích chi phật địa mà vào bồ tát vị. Vào bồ tát vị rồi đầy đủ phật địa, ở trong các địa ấy tu cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không ở giữa đường thủ chứng đạo quả. Bồ tát ấy trú trong thiền ba la mật, từ một cõi phật đến một cõi phật, cúng dường chư phật, ở chỗ chư phật gieo trồng cát lành, nghiêm tịnh cõi phật, từ một cõi phật đến một cõi Phật, làm lợi ích chúng sinh, lấy việc bố thí nhiếp thủ chúng sinh, lấy việc trì giới, hoặc lấy tam muội, hoặc lấy trí tuệ, hoặc lấy giải thoát, hoặc lấy giải thoát tri kiến nhiếp thủ chúng sinh, dạy chúng sinh khiến được quả A-la-hán đạo bích chi Phật. Những thiện pháp có thể làm cho chúng sinh đắc đạo đều giáo hóa kiến đắc. Bồ Tát ấy trú trong thiền ba la mật, có thể phát sinh hết thảy môn đà la ni, được bốn trí không ngại, thần thông do quả báo được. Bồ Tát ấy chọn không vào thai mẹ, không chịu năm dục, không sinh chẳng sinh, tùy sinh mà không bị sự sinh làm ô nhiễm. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy thấy tất cả pháp tạo tác đều như huyễn, mà lợi ích chúng sinh, cũng không thủ đắc tướng chúng sinh và hết thảy pháp, mà dạy chúng sinh khiến được chỗ không có sở đắc. Đây là theo nghĩa thế tục mà nói, chứ chẳng phải theo nghĩa đệ nhất. Bồ Tát trú trong thiền ba la mật, tất cả hành thiền định giải thoát tam muội cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không lìa thiền ba la mật. Bồ Tát ấy khi hành đạo trùng trí như vậy, được trí nhất thiết trùng, dứt hết thảy phiền não và tập khí, dứt rồi tự lợi ích cho mình cũng lợi ích người khác, ích mình ích người rồi, vì hết thảy thế gian người trời Atula làm ruộng phước. Như vậy Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật, đầy đủ thiền ba la mật vô tướng bảy đức thế tôn, làm sao Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật trú trong pháp vô tướng vô pháp vô đắc mà có thể tu đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật, đối với các pháp không thấy tướng thật có nhất định, Bồ Tát ấy thấy sắc không nhất định chẳng phải thật tướng, cho đến thấy thức không nhất định chẳng phải thật tướng, chẳng thấy sắc sinh cho đến chẳng thấy thức sinh. Nếu không thấy sắc sinh cho đến không thấy thức sinh, khởi hết thảy pháp hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, không thấy chỗ đến, không thấy chỗ đi, không thấy chỗ tích chứa. Khi quán như vậy, không thủ đắc tính sắc cho đến tính thức, cũng không thủ đắc tính hữu lậu vô lậu pháp. Bồ Tát khi hành bát nhã tin hiểu hết thảy pháp không có tướng sở hữu, tin hiểu như vậy rồi hành nội không, cho đến vô pháp hữu pháp không. Đối với pháp không đắm trước gì, hoặc sắc thọ tưởng hành thức, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, Bồ Tát ấy hành bát nhã không có sở hữu, có thể đầy đủ Bồ Tát đạo, tức là 6 ba la mật cho đến 37 pháp trợ đạo, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không chung, 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Bồ Tát ấy trú trong Phật đạo sâu xa, tức là 6 ba la mật, 37 pháp trợ đạo, thần thông do quả báo được, đem các pháp ấy lợi ích chúng sinh, cần lấy bố thí nhiếp thủ dạy khiến bố thí, cần lấy trì giới nhiếp thủ dạy khiến trì giới, cần lấy thiền định trí tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến nhiếp thủ dạy tu thiền định trí tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến, cần lấy các đạo khác dạy thầy dạy khiến được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo bích chi Phật, cần lấy Phật đạo giáo hóa thời dạy khiến được Bồ Tát đạo đầy đủ Phật đạo. Như vậy, tùy theo đạo pháp và cấp bậc thích hợp mà giáo hóa khiến đều có chỗ được. Bồ Tát ấy khi hiện sức thần thông vượt qua vô lượng hàng hà sa quốc độ, độ thoát chúng sinh theo chỗ nhu cầu của họ đều giáo hóa cung cấp khiến được đầy đủ, từ một cõi nước đến một cõi nước thấy cõi nước tịnh diệu, theo đó tự trang nghiêm cõi Phật của mình thì như ở cõi trời tha hóa tự tại. Vật cần dùng nuôi sống đều tùy ý đi đến, cũng như các cõi Phật thanh tịnh lìa sự tham muốn, người ấy do quả báo được thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, do quả báo được năm thần thông hành đạo trùng trí của Bồ Tát thành tựu hết thảy công đức, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát ấy bấy giờ không lãnh thọ sắc pháp cho đến thức, không lãnh thọ hết thảy pháp, hoặc thiện hoặc bất thiện, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hết thảy pháp như vậy đều không lãnh thọ. Bồ Tát ấy khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác,
Những vật nuôi sống có được trong quốc độ đều không có chủ. Vì sao? Vì Bồ Tát tu hạnh không lãnh thọ hết thảy pháp, vì không thể có được. Như vậy Bồ Tát ở trong pháp vô tướng có thể đầy đủ bát nhã ba la mật. Luận, hỏi, người hỏi người đáp đều nói không có sở hữu, vậy làm sao phân biệt đó là hỏi đó là đáp? Đáp, pháp nói ra tùy một mà tâm có sai khác. Người hỏi đem tâm chấp trước mà hỏi, người đáp lấy tâm không chấp trước mà đáp. Ý tu Bồ Đề muốn nói, trong không có sở hữu không thể phát tâm. Tu Bồ Đề vì người nghe có tâm chấp trước nên mới hỏi. Trong các pháp không, không thấy Bồ Tát phát tâm, không thấy chúng sinh có thể lợi ích, không thấy vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế nên đối với pháp không có sở hữu sinh ra vấn nạn. Nếu hết thảy pháp không có tính sở hữu, vậy thế lợi gì nên phát tâm? Tu Bồ Đề đối với Bồ Tát, chúng sinh, vô thượng chánh đẳng chánh giác không nghi, mà chỉ hỏi pháp không có sở hữu. Phật đáp rằng chính vì pháp không không có sở hữu nên mới phát tâm. Nếu không không có sở hữu, thời Bồ Tát, chúng sinh, vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng đều không không có sở hữu, thời làm sao còn khởi lên vấn nạn? Nếu chúng sinh, Bồ Tát và vô thượng chánh đẳng chánh giác lìa không không có sở hữu mới có thể nạn như vậy. Như trước nói, rốt ráo không đối với các pháp không có chướng ngại gì, thời đâu có chướng ngại việc phát tâm. Phật lại do không không có sở hữu phá câu hỏi của Tu Bồ Đề, cũng lại tự nói nhân duyên, người có tâm chấp trước thời có được giải thoát. Người ấy từ vô thỉ sinh tử lại đây do phiền não nên nhiễm đắm các pháp, nghe có cũng nhiễm đắm, nghe không cũng nhiễm đắm, được hay mất cũng nhiễm đắm, chúng sinh như vậy khó được ra khỏi. Thế nên Bồ Tát phát tâm vô thượng đạo, tự lấy tướng trang nghiêm thân, được tâm thanh tịnh, được đại oai đức, biết cội gốc tâm ba đời của chúng sinh, dùng sức thần thông và nhân duyên. Thí dụ vì họ nói pháp không có sở hữu, nói không giải thoát môn để dẫn dắt tâm họ. Chúng sinh thấy việc hiếm có như vậy, tức thời tâm kêu nhu nhuyến tin Phật thọ pháp. Thế nên kinh nói, người nhiễm trước có thời khó được giải thoát, người có sở đắc thời không có đạo, không có quả, không có vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề hỏi, nếu người có sở đắc thời không có đạo, không có quả, không có vô thượng chánh đẳng chánh giác, vậy người không có sở đắc có đạo có quả chăng? Phật đáp, không có sở hữu tức là đạo, tức là quả, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu người không phân biệt là có sở đắc, là không có sở đắc mà vào trong thời tướng rốt ráo không, là cũng không có sở đắc, tức là đạo, tức là quả, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì không phá hoại thời tướng các pháp, pháp tính tức là thời tướng các pháp. Tu Bồ Đề hỏi, pháp tính chánh hạnh tà hạnh thường không thể phá hoại, cớ gì Phật nói pháp tính không phá hoại là đạo là quả? Phật đáp, pháp tính tuy không phá hoại, song vì chúng sinh tà hạnh nên gọi là phá hoại. Như hư không bị mây mù bụi bặm, tuy không thể làm bẩn nhơ cũng gọi là hư không bất tịnh. Như người thật muốn làm nhơ bẩn hư không, thế là người ấy muốn làm nhơ bẩn pháp tính, không thể có việc ấy. Phật nói ví dụ, như người muốn phá pháp tính, người ấy muốn đối với pháp không có sở hữu được đạo, được quả, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, nếu không có sở hữu tức là đạo, làm sao có các pháp của Bồ Tát trong mười địa như kinh nói rộng? Hỏi, việc ấy Phật đã đáp trước rồi, nghĩa là nếu pháp không, thời Bồ Tát ấy lợi gì nên phát tâm? Còn nay nói, nếu pháp không, thời làm sao có từ sơ địa đến đệ thập địa? Phật đều lấy không để đáp. Này Tu Bồ Đề cớ gì còn hỏi? Đáp, Tu Bồ Đề vì chúng sinh còn tâm chấp trước nên hỏi. Chúng sinh ấy có hàng Bồ Tát mới phát tâm, nghe các pháp thật tướng không, liền sinh tâm chấp trước không? Phật phá tâm chấp trước ấy, họ lại đắm trước vào pháp bị phá. Vì hạng người ấy nên Tu Bồ Đề lại hỏi. Phật đáp rằng, do không có sở đắc nên có sơ địa cho đến có xá lợi đại chúng cúng dường sau khi vào Niết Bàn. Trong pháp có chấp trước, thời không thể nói có sơ địa và các công đức. Lại cũng do không có sở đắc nên từ bố thí cho đến các thần thông không có sai khác, không có sai khác nên không nên vấn nạn. Tu Bồ Đề lại hỏi, làm sao không có sở đắc mà bố thí cho đến các thần thông không có sai khác? Phật đáp, Bồ Tát từ khi mới phát tâm trở lại đây, tương tự như tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác tịch diệt, tướng bố thí rốt ráo không, nghĩa là không thủ đắc tướng người thí, người nhận thí và tài vật mà hành bố thí. Bố thí như vậy không có phân biệt cho đến không thủ đắc Bồ Đề, mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như vậy. Ấy gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật không có sở đắc. Hành bát nhã ba la mật không có sở đắc ấy, mà hoặc mà trời không thể phá hoại. Trong một niệm hành sáu ba la mật là hỏi, cớ gì Tu Bồ Đề hỏi công đức trong một niệm hành sáu ba la mật? Đáp, Tu Bồ Đề theo Phật
Nghe nói Bát Nhã Ba La Mật không có tướng sở hữu, nơi các pháp không có tướng chướng ngại. Nếu như vậy, thời không có việc gì không thể, không có việc gì không làm, làm sao Bồ Tát trong một niệm có thể thu nhiếp 6 Ba La Mật cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình? Khi mới phát tâm, vì tâm nhiễm trước có và không nặng, nên dần dần thứ lớp hành. Này tâm chấp trước có và không đều xả bỏ có không, nên không có gì không làm được, thế nên hỏi. Phật đáp: Bồ Tát không lìa Bát Nhã Ba La Mật, hành các công đức bố thí không có chướng ngại, nên có thể trong một niệm tu hành đầy đủ. Nếu xa lìa Bát Nhã Ba La Mật, thời phải dần dần thứ lớp hành. Tu Bồ Đề hỏi: Thế nào gọi là không xa lìa? Phật đáp: Bồ Tát không do hai tướng tu hành bố thí. Lại hỏi: Làm sao không do hai tướng? Phật đáp: Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật, muốn đầy đủ thí Ba La Mật, trong một niệm bố thí thu nhiếp hết thảy thiện pháp như trước đã nói. Thế nào là một niệm? Đó là Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, dứt hết thảy phiền não, trừ mọi ước tưởng phân biệt, an trú tâm vô lậu mà bố thí hết thảy. Tâm vô lậu là tướng vô tướng. Bồ Tát an trú tâm ấy nên không ai, không thấy ai thí, ai nhận và vật gì. Tâm lìa hết thảy tướng mà bố thí, không thấy có một pháp cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác còn không thấy huống gì pháp khác. Ấy gọi là không hai tướng, cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình cũng như vậy. Tu Bồ Đề lại lấy việc khác hỏi nghĩa này rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các pháp vô tướng, vô tác, vô khởi, thời làm sao có thể đầy đủ thí Ba La Mật cho đến 80 vẻ đẹp tùy hình? Phật đáp: Bồ Tát đối với pháp vô tướng, vô tác, vì không thủ tướng, tâm không chướng ngại mà bố thí, cần ăn cho ăn, như trong kinh đã nói rõ. Vô lậu, vô tướng, 6 Ba La Mật có hai: một là sở hành của Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn, hai là sở hành của Bồ Tát chưa được vô sinh pháp nhẫn. Sở hành của Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn như trong đây nói. Vì sao? Vì chú trong tâm vô tướng vô lậu mà hành bố thí. Hỏi: Sinh thần Bồ Tát vì tham tiếc chưa trừ, vì cắt xẻ thì rất đau khổ, việc ấy là khó. Còn Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn giống như người biến hóa làm, dù bị cắt xẻ cũng không đau khổ, vậy đâu có ân nghĩa gì? Đáp: Bồ Tát được vô sinh pháp nhẫn hành 6 Ba La Mật là khó. Vì cớ sao? Vì được vô sinh pháp nhẫn thời tâm tịch tịnh, lẽ đáng thọ cái vui niết bàn, xong bỏ cái vui niết bàn tịch diệt ấy trở lại vào trong chúng sinh chịu các thân hình, hoặc làm người hèn, hoặc làm súc sinh, việc ấy mới khó. Sinh thần Bồ Tát vì tham ái chưa trừ, đắm trước thân Phật nên dùng thân bố thí, ấy là có hy vọng, chẳng phải thanh tịnh bố thí cho nên không bằng. Lại nữa, thực hành 6 Ba La Mật vô lậu vô tướng, thời có thể đầy đủ, còn hữu lậu hữu tướng thời không thể đầy đủ. Thế nên người có thể đầy đủ có ân đức lớn. Hết cuốn 87 theo bản Hán. Cuốn 88 giải thích phẩm 6 dụ thứ 77. Kinh Đại Bát Nhã Hội 2 ghi phẩm vô tạp thứ 75. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao trong các pháp tự tướng không, vô tướng, không thể phân biệt mà có thể đầy đủ tu 6 Ba La Mật? Làm sao trong pháp không sai khác mà phân biệt nói tướng sai khác? Làm sao Bát Nhã lại thu nhiếp thí giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định? Làm sao hành pháp tướng sai khác lại do đạo nhớ tướng được thành quả? Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát trú trong năm uẩn như mộng, như vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa mà hành bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Biết năm uẩn ấy thật như mộng, như vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa. Năm uẩn vô tướng như mộng cho đến vô tướng như hóa. Vì sao? Vì mộng không có tự tính. Tiếng vang, ảnh, sóng nắng, huyễn, hóa đều không có tự tính. Nếu pháp không có tự tính là pháp vô tướng, nếu pháp vô tướng là pháp một tướng, tức là vô tướng. Do nhân duyên ấy nên biết Bồ Tát bố thí vô tướng. Người nhận thí vô tướng biết bố thí được như vậy là có thể đầy đủ thí Ba La Mật cho đến Bát Nhã Ba La Mật, có thể đầy đủ bốn niệm xứ cho đến 8 phần thánh đạo, có thể đầy đủ nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, có thể đầy đủ không vô tướng vô tác tam muội, có thể đầy đủ 8 muội xà, định chín thứ lớp, 5 thần thông, 500 môn đà la ni, có thể đầy đủ 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không trùng. Bồ Tát ấy trú trong pháp vô lậu do quả báo mà được ấy, bay đến vô lượng quốc độ ở phương Đông, cúng dường chư Phật, y phục, đồ ăn, uống và vật cần dùng, cũng làm lợi ích chúng sinh, đáng dùng bố thí để nhiếp thủ thời bố thí, đáng dùng trì giới để nhiếp thủ thời dạy chiến trì giới, đáng dùng nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ để nhiếp thủ thời dạy chiến nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ mà nhiếp thủ, cho đến đáng dùng các thiện pháp để nhiếp thủ thời đem các thiện pháp mà nhiếp thủ. Bồ Tát ấy thành tựu tất cả thiện pháp, thọ thân ở thế gian mà không bị thế gian sinh tử làm ô trược,
Vì chúng sinh nên ở cõi trời và cõi người thọ cái vui giàu có tôn quý, đem cái vui giàu có tôn quý ấy nhiếp thủ chúng sinh. Bồ Tát ấy biết hết thảy pháp vô tướng, nên biết quả tu đà hoàn mà không trú trong đó, biết quả tư đà hàm, quả a na hàm, quả a la hán mà cũng không trú trong đó. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy dùng trí nhất thiết trùng biết hết thảy pháp rồi. Hãy được trí nhất thiết trùng không chung cùng với thành phần bích trì Phật. Như vậy Bồ Tát biết hết thảy pháp vô tướng rồi, biết sáu pháp ba la mật vô tướng cho đến biết hết thảy Phật pháp vô tướng. Lại nữa, Bồ Tát trú trong năm uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, có thể đầy đủ giới ba la mật vô tướng. Giới ấy không khuyết, không phá, không tạo, không trước, giới vô lậu, được thánh nhân khen ngợi. Vào trong tám phần thánh đạo, trú trong giới ấy giữ được hết thảy giới, đó là giới thanh tịnh, đó là giới danh tự, giới tự nhiên, giới luật nghi, giới tác, giới vô tác, giới oai nghi, giới chẳng oai nghi. Bồ Tát ấy thành tựu các giới không nghĩ rằng ta do giới ấy nên được sinh dòng lớn sát lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, hoặc nhà tiểu vương, hoặc nhà chuyển luân thánh vương, hoặc cõi trời tứ thiên vương, hoặc trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời hóa lạc, trời tha hóa tự tại. Khổng nguyện rằng ta nhân trì giới nên sẽ được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán đạo bích chi Phật. Vì sao? Vì hết thảy pháp vô tướng, tức là một tướng, pháp vô tướng không thể được pháp vô tướng, pháp hữu tướng không thể được pháp hữu tướng, pháp vô tướng không thể được pháp hữu tướng, pháp hữu tướng không thể được pháp vô tướng. Như vậy, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, có thể đầy đủ giới ba la mật vô tướng mà vào Bồ Tát vị. Vào Bồ Tát vị rồi được vô sinh pháp nhẫn, hành đạo chủng trí, được năm thần thông do quả báo, trú trong 500 muôn đà la ni, được bốn trí không hạ. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật cúng dường chư Phật thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, tùy vào trong năm đường mà nghiệp báo sinh tử không thể làm ô nhiễm. Này tu Bồ Đề, thí như vị chuyển luân thánh vương biến hóa, tuy nằm ngồi đi đứng mà không thấy chỗ đến, không thấy chỗ đi, không thấy chỗ ở, chỗ ngồi, chỗ nằm mà vẫn có thể làm lợi ích chúng sinh, cũng không thủ đắc tướng chúng sinh. Bồ Tát cũng như vậy, lại ví như Phật tu phiến đa, được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì hàng ba thừa chuyển pháp luân, không có ai được thọ ký Bồ Tát, nên hóa làm Phật rồi xả thọ mạng mà vào vô dư niết bàn. Bồ Tát cũng như vậy, khi hành bát nhã ba la mật, có thể đầy đủ giới ba la mật, đầy đủ giới ba la mật rồi, tu nhiếp hết thảy thiện pháp. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành bát nhã trú trong năm uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, mà đầy đủ nhẫn ba la mật vô tướng. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong hai nhẫn có thể đầy đủ nhẫn ba la mật. Hai nhẫn là sinh nhẫn và pháp nhẫn, từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng ở khoảng trung gian ấy. Nếu có chúng sinh đi đến mắng nhiếc, dùng lời thô ác hoặc lấy ngói đá giao vậy, gia hại Bồ Tát, Bồ Tát vì muốn đầy đủ nhẫn ba la mật nên cho đến không sinh một niệm ác. Bồ Tát ấy suy nghĩ như vậy: kẻ mắng ta là ai, kẻ cắt xẻ ta là ai, lấy lời ác ra hại ta, lấy cõi đá giao gậy đánh đập ta là ai. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy đối với hết thảy pháp được nhẫn vô tướng, nên cỡ sao mà lại nghĩ rằng người ấy mắng ta hại ta. Nếu Bồ Tát hành như vậy, thời có thể đầy đủ nhẫn ba la mật, do nhẫn ba la mật đầy đủ nên được vô sinh pháp nhẫn. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Nhẫn ấy rất cái gì, biết cái gì? Phật bảo Tu Bồ Đề: được pháp nhẫn cho đến không sinh chút ít pháp bất thiện, ấy gọi là vô sinh nhẫn. Hết thảy Bồ Tát dứt hết phiền não gọi là dứt, dùng trí tuệ biết hết thảy pháp không sinh gọi là biết. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, vô sinh pháp nhẫn hàng thành văn bích chi Phật, vô sinh pháp nhẫn với Bồ Tát có gì sai khác? Phật bảo Tu Bồ Đề: hàng tu đà hoàn hoặc trí hoặc đoạn ấy là Bồ Tát nhẫn, tư đà hàm hoặc trí hoặc đoạn ấy là Bồ Tát nhẫn, a na hàm hoặc trí hoặc đoạn ấy là Bồ Tát nhẫn, a la hán hoặc trí hoặc đoạn ấy là Bồ Tát nhẫn, bích chi Phật hoặc trí hoặc đoạn ấy là Bồ Tát nhẫn. Thế là có sai khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thành tiểu nhẫn ấy vượt hơn thanh văn bích chi Phật, trú trong vô sinh nhẫn do quả báo ấy hành đạo Bồ Tát có thể đầy đủ đạo trùng trí. Đầy đủ đạo trùng trí nên thường không lìa 37 pháp trợ đạo và không vô tướng Bồ Tát tà muội, và thường không lìa năm thần thông. Vì không lìa năm thần thông nên có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật rồi sẽ được trí nhất thiết trùng. Như vậy Bồ Tát đầy đủ nhẫn ba la mật vô tướng. Lại nữa, trú trong năm uẩn vô tướng như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, hành thân tinh tấn, tâm tinh tấn, do thân tinh tấn
nên khỏi lên thần thông. Khỏi lên thần thông nên đi đến 10 phương cõi nước cúng dường chư Phật, lợi ích chúng sinh. Do sức tinh thần tinh tấn mà giáo hóa chúng sinh khiến an trú trong ba thừa. Như vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có thể đầy đủ tinh tấn Ba La Mật vô tướng. Bồ Tát ấy do tâm tinh tấn, thánh vô lậu tinh tấn mà vào trong tám phần thánh đạo, có thể đầy đủ tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật ấy thu nhiếp hết thảy thiện pháp, là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, định chính thứ lớp, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí không ngại, 18 pháp không chung. Bồ Tát hành pháp ấy nên đầy đủ trí nhất thiết trùng. Đầy đủ trí nhất thiết trùng rồi dứt hết thảy phiền não và tập khí. Đầy đủ 32 tướng, thần phóng hào quang vô lượng, vô đẳng. Phóng hào quang rồi chuyển pháp luân, 3 lần chuyển 12 hành tướng. Chuyển pháp luân lên 3.000 đại thiên thế giới, 6 cách chấn động. Hào quang chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới nghe tiếng thuyết pháp đều nhờ pháp ba thừa mà được độ thoát. Như vậy Bồ Tát trú trong tinh tấn Ba La Mật làm lợi ích lớn và có thể đầy đủ trí nhất thiết trùng. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong năm uẩn vô tướng như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, có thể đầy đủ thiền Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát trú trong năm uẩn như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa có thể đầy đủ thiền Ba La Mật? Này tu Bồ Đề, Bồ Tát vào sơ thiền cho đến đệ tứ thiền, vào tâm vô lượng tứ bi hỷ xả, vào vô biên hư không xứ cho đến phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vào không vô tướng vô tác tam muội, vào tam muội như điện chớp, vào tam muội như kim cương, vào tam muội thánh chính, trừ tam muội của chư Phật, các tam muội khác hoặc chung với thành phần bích chi Phật đều vào đều chứng, và cũng không thọ mùi vị tam muội, cũng không thọ quả báo tam muội. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết tam muội vô tướng, không có tính sở hữu. Làm sao đối với pháp vô tướng lại lãnh thọ mùi vị pháp vô tướng? Pháp không có sở hữu lại lãnh thọ mùi vị pháp không có sở hữu. Nếu không có lãnh thọ mùi vị, thời không thọ sinh theo sức thiền định, hoặc ở cõi sắc, hoặc ở cõi vô sắc. Vì sao? Vì Bồ Tát không thấy ba cõi ấy, cũng không thấy các thiền ấy, cũng không thấy người vào thiền, cũng không thấy người dùng pháp vào thiền. Nếu không có được pháp ấy, tức có thể đầy đủ thiền Ba La Mật vô tướng. Bồ Tát dùng thiền Ba La Mật ấy vượt quá địa vị thanh văn bích chi Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát đầy đủ thiền Ba La Mật vô tướng mà có thể vượt qua địa vị thanh văn bích chi Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khéo học nội không, khéo học ngoại không, cho đến khéo học vô pháp hữu pháp không. Đối với các không ấy, không có pháp có thể trú được. Hoặc quả tu đà hoàn, hoặc quả tu đà hàm, quả a na hàm, quả a na hán, cho đến trí nhất thiết trùng, các không ấy cũng không. Bồ Tát hành các không như vậy có thể vào Bồ Tát vị. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát vị, thế nào là chẳng phải vị? Này Tu Bồ Đề, hết thảy có sở đắc là chẳng phải Bồ Tát vị, hết thảy không có sở đắc là Bồ Tát vị. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là có sở đắc, thế nào là không có sở đắc? Này Tu Bồ Đề, sắc là có sở đắc, thọ tưởng hành thức là có sở đắc, mắt tai mũi lưỡi thân ý cho đến trí nhất thiết chủng có sở đắc là chẳng phải Bồ Tát vị. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vị là các pháp không thể chỉ bày, không thể nói. Pháp gì không thể chỉ bày, không thể nói? Sắc cho đến trí nhất thiết chủng. Vì sao? Vì tính sắc không thể chỉ bày, không thể nói cho đến trí nhất thiết chủng, không thể chỉ bày, không thể nói. Như vậy gọi là Bồ Tát vị. Và Bồ Tát vị ấy hết thảy thiền định tam muội được đầy đủ, còn không theo sức thiền định tam muội thọ sinh huống gì ở trong dâm nộ si, khởi lên tội nghiệp mà thọ sinh. Bồ Tát chỉ trú trong pháp như huyễn làm lợi ích chúng sinh, cũng không thủ đắc chúng sinh vào pháp như huyễn. Nếu không có sở đắc, khi ấy có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. Như vậy gọi là Bồ Tát đầy đủ thiền Ba La Mật vô tướng. Cho đến chuyển pháp luân, nghĩa là pháp luân không thể có được. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật biết hết thảy pháp như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh, như huyễn, như hóa. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm sao biết hết thảy pháp như mộng, như tiếng vang, như sóng nắng, như ảnh, như huyễn, như hóa? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật không thấy mộng, không thấy kẻ nằm mộng, không thấy tiếng vang, không thấy kẻ nghe tiếng vang, không thấy ảnh, không thấy kẻ thấy ảnh, không thấy sóng nắng, không thấy kẻ thấy sóng nắng, không thấy huyễn, không thấy kẻ thấy huyễn, không thấy hóa, không thấy kẻ thấy hóa.
Vì sao? Vì mộng tiếng vang ảnh sóng nắng huyễn hóa ấy đều là pháp điên đảo của người phàm phu ngu si. A-la-hán không thấy mộng, không thấy kẻ thấy mộng, cho đến không thấy hóa, không thấy kẻ thấy hóa. Bích Chi Phật, Đại Bồ Tát, Chư Phật cũng không thấy mộng, không thấy kẻ thấy mộng, cho đến không thấy hóa, không thấy kẻ thấy hóa. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có tính sở hữu, không sinh, không nhất định. Nếu pháp không có tính sở hữu, không sinh, không nhất định, thời Bồ Tát làm sao tu Bát Nhã Ba La Mật? Trong đây thủ sinh tướng, tướng nhất định lẽ ấy không đúng. Vì sao? Vì nếu các pháp ít nhiều có tính, có sinh, có định tướng, thời không gọi là tu Bát Nhã Ba La Mật. Như vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không tham trước sắc, cho đến không tham trước thức, không tham trước cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không tham trước các thiền giải thoát tam muội, không tham trước bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, không tham trước không vô tướng vô tác tam muội, không tham trước thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Vì không tham trước nên có thể đầy đủ Bồ Tát sơ địa. Đối với sơ địa cũng không sinh tâm tham trước. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy không thủ đắc địa ấy, làm sao sinh tâm tham trước? Cho đến mười địa cũng như vậy, Bồ Tát ấy hành bát nhã ba la mật cũng không thủ đắc bát nhã ba la mật. Nếu khi hành bát nhã ba la mật không thủ đắc bát nhã ba la mật, khi ấy thấy hết thảy pháp đều vào trong bát nhã ba la mật cũng không thủ đắc pháp ấy. Vì sao? Vì các pháp với bát nhã ba la mật không hai không khác. Vì sao? Vì các pháp vào như pháp tính thật tế nên không phân biệt. Từ Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp vô tướng không có phân biệt, làm sao nói đó là thiện, đó là bất thiện, đó là hữu lậu, đó là vô lậu, đó là thế gian, đó là xuất thế gian, đó là hữu vi, đó là vô vi? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Trong thật tướng các pháp, có pháp có thể nói đó là thiện, là bất thiện, cho đến là hữu vi, là vô vi, là quả tu đà hoàn, cho đến là A-la-hán, Bích Chi Phật, là vô thượng chánh đẳng chánh giác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể nói. Này Tu Bồ Đề, vì nhân duyên ấy nên biết hết thảy pháp vô tướng, không có phân biệt, không sinh, không nhất định, không thể chỉ bày. Ta khi sửa hành Bồ Tát Đạo cũng không có pháp, có tính, có thể thủ đắc, hoặc sắc, hoặc thọ tưởng hành thức, cho đến hoặc hữu vi, hoặc vô vi, hoặc quả tu đà hoàn, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật từ khi mới phát tâm cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nên khéo học các pháp tính, khéo học các pháp tính nên gọi là đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hành đạo ấy có thể đầy đủ sáu ba la mật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật, trú trong pháp ấy được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đem pháp ba thừa độ thoát chúng sinh, cũng không tham trước ba thừa. Như vậy Bồ Tát do pháp vô tướng nên học Bát Nhã Ba La Mật. Luận hỏi: Tu Bồ Đề hỏi Phật, nếu các pháp vô tướng không có phân biệt, thì làm sao nói sáu ba la mật sai khác? Phật lại đáp: Bồ Tát trú trong năm uẩn như mộng có thể đầy đủ sáu ba la mật. Tu Bồ Đề lại lấy nghĩa không ra hỏi. Phật lại lấy nghĩa không để đáp, hỏi đáp như vậy làm sao có sai khác? Đáp: Tu Bồ Đề hỏi, nếu các pháp không, sau này thấy Bồ Tát hành sáu ba la mật được thành Phật? Phật đáp: Kẻ phàm phu xa lìa trí tuệ chân thật, chấp thủ tướng nên thấy Bồ Tát hành sáu ba la mật được làm Phật, tham trước pháp không ấy nên vấn nạn. Bồ Tát tuy ở trong năm uẩn như huyễn như mộng, cũng do tâm không mà hành bố thí, nên tùy hành các pháp đầy đủ ba la mật mà không chướng ngại nơi không. Thí như mây mù ở xa thời thấy, ở gần thời không trông thấy. Phàm phu cũng như vậy, vì xa lìa thật tướng nên thấy chư Phật và Bồ Tát, vì gần thật tướng nên thấy đều không. Thế nên không chướng ngại, vì không chướng ngại nên có thể ở trong một niệm tu thí ba la mật mà có thể đầy đủ tu các thiện pháp. Người ấy thường tu ba la mật vô lậu thành tịnh, nên khi chuyển đổi thân trở lại, được quả báo thân ba la mật vô lậu, được quả báo là không còn tu hành, tự nhiên có được. Thí như do quả báo được nhãn căn, tự nhiên có thể thấy sắc, được quả báo đắc ba la mật vô lậu ấy rồi, có thể biến một thân thành vô lượng vô số thân. Ở chỗ mười phương chư Phật, nghe Phật thuyết pháp sâu xa đầy đủ, độ thoát hết thảy chúng sinh, dần dần nghiêm tịnh cõi Phật, tùy theo nguyện làm Phật sự. Hỏi: Nếu các pháp không vô tướng, thời làm sao phân biệt, làm sao biết được hành thí ba la mật có thể đầy đủ các ba la mật khác? Đáp: Hành giả tuy không tự phân biệt biết, mà chư Phật Bồ Tát nói người đó hành thí hành giới có thể đầy đủ các hạnh. Như người thành văn vào kiến đế vô lậu vô tướng vô phân biệt, các thánh nhân khác cũng đến biết pháp họ được đắc, biết thật tướng các pháp là vô tướng ấy gọi là chánh kiến, chánh kiến đắc lực gọi là chánh hạnh. Khi ấy không não hại chúng sinh, không làm việc ác, ấy gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Khi ấy tuy không nói gì, cũng không làm gì mà vẫn gọi là chánh ngữ, chánh nghiệp,
Vì sao? Vì rốt ráo không não hại chúng sinh nên gọi đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, thân diệu. Từ trong đó phát tâm tạo tác gọi là chánh tinh tấn, buộc niệm vào duyên gọi là chánh niệm, nhiếp tâm một chỗ gọi là chánh định. Thấy thật tướng của thân thọ tâm pháp ấy gọi là bốn niệm xứ, cho đến bảy giác ý cũng như vậy. Ở trong bốn niệm xứ cũng như ở trong tám phần thánh đạo, các thánh nhân đều đến biết, Bồ Tát cũng như vậy. Hành thí ba la mật vô tướng ấy có thể đầy đủ giới ba la mật, vân vân. Giống như thí ba la mật, giới ba la mật thu nhiếp các thiện pháp cũng như vậy. Hỏi, ở phẩm trên do một ba la mật đầy đủ các ba la mật, và với ở đây ba la mật vô tướng nhiếp hết thảy pháp có gì sai khác? Đáp, trên kia ở trong một niệm có thể đầy đủ các ba la mật, còn đây nói các pháp tùy không vô tướng mà vẫn có thể đầy đủ các ba la mật, đó là sai khác. Giải thích phẩm 4 nhiếp thứ 78, kinh Đại Bát Nhã Hội 2 ghi phẩm Chúng Đức Tướng thứ 76. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp như mộng, như tiếng vang, như ảnh, như sóng nắng, như huyễn, như hóa, không có thật sự, không có tính sở hữu, tự tướng không, thầy làm sao phân biệt ấy là pháp lành, là pháp chẳng lành, là pháp thế gian, là pháp xuất thế gian, là pháp hữu lậu, là pháp vô lậu, là pháp hữu vi, là pháp vô vi, là pháp có thể được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán, là pháp có thể được đạo Bích Chi Phật, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Tu Bồ Đề, người phàm phu ngu si thấy có mộng, thấy người có mộng, cho đến thấy hóa, thấy có người thấy hóa, mà khởi lên nghiệp thân, miệng ý, thiện, bất thiện, vô ký, khởi lên phước nghiệp, tội nghiệp, bất động nghiệp. Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật, chú trong hai không là rốt ráo không và vô thủy không. Vì chúng sinh thuyết pháp rằng, nay các chúng sinh, sắc ấy không, không có sở hữu, thọ tưởng hành thức ấy không, không có sở hữu. 12 nhập, 18 giới là mộng, sắc là tiếng vang, là ảnh, là sóng nắng, là huyễn, là hóa, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. 12 nhập, 18 giới là mộng, là tiếng vang, là ảnh, là sóng nắng, là huyễn, là hóa, trong ấy không có năm uẩn, 12 nhập, 18 giới, không có mộng, cũng không có người thấy mộng, không tiếng vang, cũng không có người nghe tiếng vang, không có ảnh, cũng không có người thấy ảnh, không có sóng nắng, cũng không có người thấy sóng nắng, không có huyễn, cũng không có người thấy huyễn, không có hóa, cũng không có người thấy hóa, hết thảy pháp không có cội gốc, thật tính không có sở hữu. Các người ở trong chỗ không có năm uẩn thấy năm uẩn, không có 12 nhập thấy 12 nhập, không có 18 giới thấy 18 giới. Các pháp ấy đều do nhân duyên hòa hợp sinh, vì khởi tâm điên đảo, nó thuộc quả báo của nghiệp. Các người cớ gì đối với các pháp không, không có cội gốc mà chấp thủ tướng cội gốc? Khi ấy Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng sức phương tiện đối với sự san tham, kép chúng sinh ra khỏi bằng cách dạy họ hành bố thí, đem công đức bố thí ấy được quả báo lớn, từ phước báo lớn được ra khỏi rồi dạy họ khiến trì giới do công đức trì giới, được sinh cõi trời tôn quý, lại khéo ra khỏi khiến trú vào sơ thiền, do công đức sơ thiền được sinh cõi phạm thiên, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vô biên không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ cũng như vậy. Đối với chúng sinh hành bố thí và quả báo bố thí ấy, chỉ giới và quả báo chỉ giới, thiền định và quả báo thiền định ấy, dùng mỗi mỗi nhân duyên kéo ra khỏi mà an trí nơi vô dư niết bàn và ở trong đạo niết bàn, đó là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn năm lực, bảy giác phần, tám phần thánh đạo, không vô tướng vô tác, giải thoát môn, tám bộ xả, định chín thứ lớp, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí không ngại, 18 pháp không chung mà an ổn chúng sinh, khiến ở vào thánh pháp vô lậu, vô sắc, vô hình, vô đối. Thấy người có thể được quả Tu Đà Hoàn cho đến đạo Bích Chi Phật, thầy khiến an trú quả Tu Đà Hoàn cho đến đạo Bích Chi Phật. Thấy người có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thầy an ổn giáo hóa khiến trú trong vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, các Bồ Tát rất hiếm có, khó sánh kịp. Các vị ấy có thể hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, đối với các pháp không có tính sở hữu, rốt ráo không, vô thủy không, mà phân biệt các pháp là thiện, là bất thiện, là hữu lậu, là vô lậu, cho đến là hữu vi, là vô vi. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, các Bồ Tát rất hiếm có, khó bị kịp. Các vị ấy có thể hành Bát Nhã Ba La Mật sâu xa, đối với các pháp không có tính sở hữu, rốt ráo không, vô thủy không, mà phân biệt các pháp. Này Tu Bồ Đề, các ông nếu biết pháp hiếm có khó bì của Bồ Tát ấy, thời biết hết thảy thanh văn Bích Chi Phật không thể có được, huống gì người khác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, những gì là pháp hiếm có khó bì của Bồ Tát, các thanh văn Bích Chi Phật không có được. Phật bảo Tu Bồ Đề phải nhất tâm lắng nghe, có Bồ Tát hành Ba La Mật
trú trong 6 ba la mật do quả báo được và trú trong 5 thần thông do quả báo được, 37 pháp trợ đạo trú trong các đà la ni, các trí không ngại, đi đến 10 phương thế giới. Đối với người có thể do bố thí nhiếp độ, thầy dùng bố thí nhiếp độ. Đối với người có thể do chỉ giới nhiếp độ, thầy lấy chỉ giới nhiếp độ. Đối với người do nhẫn nhục tinh tấn thiền định, thầy tùy sự thích ứng mà nhiếp độ. Đối với người có thể do sơ thiền nhiếp độ, thầy lấy sơ thiền nhiếp độ. Đối với người có thể do nhị thiền, tam thiền cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ nhiếp độ, thầy tùy theo chỗ thích ứng mà nhiếp độ. Đối với người có thể do tâm từ bi hỷ xả nhiếp độ, thầy lấy tâm từ bi hỷ xả nhiếp độ. Đối với người có thể do bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, do không vô tướng vô tác tam muội nhiếp độ, thầy tùy chỗ thích ứng mà nhiếp độ. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao Bồ Tát lấy bố thí lợi ích chúng sinh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật, bố thí tùy theo chỗ cần dùng, hoặc ăn uống y phục, xe ngựa, hương hoa, ảnh lạc đều cấp thí cho, như cúng dường Phật, Bích Chi Phật, A-La-Hán, A-Na-Hàm, Tư-Đà-Hàm, Tu-Đà-Hoàn, ngang nhau không khác, hoặc thí cho người tu tám phần thánh đạo, và người phàm cho đến cầm thú đều không có phân biệt, bình đẳng bố thí. Vì sao? Vì hết thảy pháp không khác, không phân biệt. Bồ Tát ấy bố thí không khác, không phân biệt rồi, sẽ hết được quả báo không có phân biệt, đó là trí nhất thiết chủng. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát thấy người hành khất hoặc sinh tâm như vậy, Phật là ruộng phước ta nên cúng dường, cầm thú chẳng phải phước điền không nên cúng dường, như vậy chẳng phải pháp Bồ Tát. Vì sao? Vì Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nghĩ rằng đối với chúng sinh này nên bố thí làm lợi ích, đối với chúng sinh kia không nên bố thí. Vì bố thí cho chúng sinh ấy nên được sinh dòng lớn sát lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ, cho đến do nhân duyên bố thí ấy lấy pháp ba thừa độ cho, khiến vào vô dư niết bàn. Nếu chúng sinh đi theo Bồ Tát xin cũng không sinh tâm phân biệt sai khác, nên cho hay không nên cho. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy, vì chúng sinh nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu phân biệt lựa chọn bèn rơi vào chỗ bị của trách của chư Phật Bồ Tát Bích Chi Phật, học nhân vô học nhân và trời người rằng: ai cầu ông phát tâm cứu chúng sinh, làm nhà cho chúng sinh, là chỗ thủ hộ cho chúng sinh, làm chỗ nương cho chúng sinh,